bạn đang vô tình các bạn ghi cái tiếng ngoán cho Thiền Am. Tôi nói như vậy, tôi khuyên rất nhiều lần, các bạn đâu chờ nghe tôi. Ok, Đăng rồi anh. Ok, xin chào bạn kỹ thuật DT79 channel nha. Nó các bạn thấy là rõ ràng, tôi sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Ôi vậy để mình lại mình bắt tay anh, chúc mừng anh, nói chung ông chào anh, chúc mừng anh ơi, đẹp quá, đẹp quá, mừng quá. Vợ nãy giờ nhắn tụi con trong này không biết chủ sao nè. Nè, thân hình ở ngoài anh Vũ rất là nhỏ con nha quý vị. Trời ơi, tạo cho anh Vũ trả lời coi. Nói chung là cảm ơn các anh em nha. Bữa nay cổ vũ quá trời đông luôn. Dạ. Có 20.000 người đó. Xem anh ơi. Rồi anh Tùng em xem đông luôn nè. Mà nó có chiến thắng này. Dạ. Cảm ơn tất cả. Chỗ ơi. Có cái lá. Nói chầu rất là đang ủng hộ từ xưa nay. Lấy cái la đó ra nó lớn kìa. Thôi được rồi. Rồi rồi. Vũ ơi, rồi người ta có đòi là báo cáo hay gì nữa không? Hay là hiện tại là tối tới tòa phúc thẩm để nó hết rồi. Đúng rồi, phúc thẩm đã hết rồi. Hết luôn rồi. Không có kháng cáo được nữa. Dạ. Nhưng mà bên kia người ta sẽ nói đúng không chị? Người kia thì hôm nay đó họ tấn công phải nói là 4-5 người họ tấn công một mình thôi. Họ liên tục đó, họ muốn mình đó là phải rời phiên tòa. Với lý do đó là trước đây mình đã đó và bây giờ mình bảo vệ cho họ nói là mình vi phạm về đạo đức. Họ tấn công mình liên tục. Họ nói là tấn công một phương trình hở. Nó tấn công chỗ mà ngọc thỏ luôn á thì nó thiệt là khoan mọi người bình tĩnh, tức là họ muốn bãi bỏ cái tư cách luật sư của mình, đúng không? Chính xác là như vậy đúng không? Đó. À, xin lực thì xin lưng rồi miếng rồi ai cũng đều là muốn đồng ý cho luật mà Vũ ta bảo vệ là quá. Họ muốn bãi nhiệm cái tư cách luật sư của anh vào chúng tôi trong cái mình. Đầu tiên nói 2 tiếng đồng hồ. Trong khi mọi người bên kia đó là chưa có hợp đồng gì hết. Đi vô có 1-2 lần thôi và chưa hai bên chứng hợp đồng. Anh có thể chia sẻ là anh phản biện như thế nào để có cái thành công ngày hôm nay? Tại vì thứ nhất là rất là đơn giản, bởi vì tiền hóa đó có rất nhiều cái tình tiết giảm nhẹ đó, và hiện nay chị có 2 tình tiết mới nữa, đó là cha của chị á là có huân chương của anh bạn, có huân chương cánh nhất luôn á, rồi gia đình có công với cái này, chưa kể đó bà quá cũng đã bồi thường toàn bộ số tiền theo cấp sơ thẩm rồi, có nghĩa là người ta yêu cầu là 6 triệu 9 mấy đó, chị bà quá là không kháng cáo cái gì hết, 8 triệu 9 mấy thì hoàn toàn là chị quá đã bồi thường cho rất tuyệt vời rồi. Mọi người có vụ án nào thì nhớ đến luật sư Vũ nha. Đây là một thành công Vũ và cũng là một thành công của cộng đồng. Chính nghĩa luôn. Chính nghĩa luôn hám nha bạn cậu. Ồ trời rất mạng các bạn ơi. Chẳng học kia đâu. Có nhà học kia đâu. Bây giờ phiên tòa này kết thúc rồi, bây giờ mình chỉ mong một điều thôi là bao giờ bên kia. Đúng rồi. Đúng. Phiên tòa sắp tới rồi đúng không Vũ? Còn phiên tòa sắp tới rất là cực kỳ hấp dẫn nha mọi người. Còn cái câu chuyện nữa đúng không? Phiên tòa là có ông Phu Đặng Cụ hả? Có ông Cụ nặng nữa. Cảm giác mà khi mình bị mà bên kia ám đảo như vậy anh Vũ thì nói chung lúc đó là cũng cảm thấy là căng thẳng, khó thở, không cho mình luôn, không cho nói luôn. Có nghĩa là ông này hết, tới ông kia, người kia hết, tới ông nọ. Nhưng mà có một câu chuyện nó y vậy. Không, nhưng mà cho chị hỏi Vũ nè, lý do gì mà luật sư bên kia không muốn luật sư Vũ là bào chữa cho chị cho nó lý do? Vô đó. Nó lấy thông tin của nó. Nói là mình lấy thông tin của nó rồi cung cấp cho nó, nhưng thực tế mình đâu lấy thông tin gì đâu. Thông tin của bên kia toàn cái báo chí có đầy. Chứ đâu có cái gì mà gọi là thông tin của bên kia mình lấy. Nó không có thông tin nào mà chúng ta rất là tuyệt vời. Chưa kể là coi nha. Lấy thông tin ha, tôi bạn chờ chút hơi để mai đi, cái buổi livestream này quá dài, mà cái buổi livestream này tôi nói mọi người nghe là chúng ta đã biết được kết quả rồi đúng không, trong cái tấm giấy mà hôm qua tôi cho các bạn xem, các bạn tưởng đồ giả hay gì? Đối với FullGame Mobile không có giả gì cả các bạn. Nè, cái tấm giấy của người ta có mọc rõ ràng, và tấm giấy này là của chôm của luật sư Trần Quốc Vũ, làm sao giả được. Nè các bạn thấy, vật chứng đưa ra xem xét tại dò không. Các bạn thấy rõ ràng là không có tình tiết mới, không có tình tiết mới. Còn hồi nãy người ta bảo rằng là yêu cầu luật sư Vũ đi ra khỏi phiên tòa, mà các bạn hồi qua tôi đã phân tích rồi, cùng một vụ án mà đứng ở hai vai trò. Thứ nhất là bảo vệ hợp pháp cho Thiền Am, sau này lại bảo vệ hợp pháp cho ông Thắng bà Mai. Các bạn thấy đó, do đó là người ta muốn bãi nhiệm với tư cách của luật sư Vũ. Tuy nhiên trong cái câu chuyện này người ta đã đi trước một bước rồi các bạn. Trước một bước là sao? Ông Vũ này ổng lại là cái người bảo vệ hợp pháp cho bà Châu Vinh Quá. Do đó nếu đuổi bà ổng ra thì đâu có được. Do đó bên đó chỉ chơi một luật sư duy nhất mà thôi. Nếu đuổi ra thì ai sẽ là cái người biện hộ cho thân chủ tôi? Các bạn thấy căng không? Nếu đuổi luật sư Vũ ra thì vẫn có người khác đi vào đó được. Nhưng vì luật sư Vũ đã là cái người mà bảo vệ cho bà Châu Vinh Quá, do đó nếu mà bãi nhiệm tư cách bảo vệ của ông Thắng bà Mai thì vẫn còn tư cách bảo vệ bà Châu Vinh Quá, do đó là không đuổi ra được. Trời ơi, người ta chơi cái bài toán ghê gớm. Tôi nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, là trước khi diễn ra phiên tòa tôi đã chỉ rất nhiều lần rồi. Hãy gán kiếm, hãy tìm chứng cứ vật chứ, và tôi chỉ cái chỗ này hoài. Tôi chỉ là vừa bảo vệ ông Thắng mà vừa bảo vệ bà Châu Vinh Quá luôn. Các bạn đâu có thích kênh này đâu, các bạn đâu có cần coi, đúng không? Các bạn đâu cần coi, các bạn ghét tôi lắm. Các bạn khán giả Thiền Am ghét tôi, nói tôi là quay xe thế này thế kia. Mà tôi nói các bạn, trên phiên tòa ai cũng công bằng như ai, và chỉ có sự thật mới chứng minh mình vô tội mà thôi. Nó xong cái phiên tòa này là sắp tới cái sự việc xét nghiệm ADN. Các bạn thấy hồi nãy em Minh Tùng đứng ở ngoài đường la sùm, tôi là sản phẩm của Lượng Lon, thì ông nội là cha tôi bỏ qua hết. Nói hoài như vậy mà trong khi những cái YouTuber mình có mặt ở đó mà lại không đặt câu hỏi. Thắng chứ thua đâu, Thiền Am thắng chứ có thua đâu các bạn. Thiền Am từ 8,5 triệu mà lên bao nhiêu triệu, 17 triệu, 18 triệu đúng không? Mà thắng chứ có thua đâu. Từ 2 năm lên 4 năm là thắng luôn chứ thua đâu, thua trời. Từ số 2 lên số 4 là cao hơn rồi, đúng không? Rồi từ 8,5 triệu mà lên luôn cả 15, 17 triệu gì đó là thắng chứ có thua. Thua là thua tiền luật sư á. Chê này chê nọ đồ. Thua là thua tiền luật sư á, thua bài cái gì? Từ 8,5 triệu mà lên được 17 triệu là thắng chứ thua đâu. Các bạn kỳ. Từ 2 năm tù giam chuyển thành 4 năm tù treo. Từ 2 mà lên 4 là thắng luôn chứ thua đâu mà thua. Các bạn tự nhiên nói thua. Mà có cái bất ngờ trong câu chuyện này, tôi xin nhắc lại một lần nữa là tại sao mình là người bị hại mà mình đi mướn tới 5 luật sư? Đúng ra bên ông Thắng mới là người mướn 5 luật sư. Tôi thấy còn kỳ kỳ cục cục. Người ta hôm nay tôi coi dự phiên tòa thì tôi thấy các YouTuber có nhận định như vậy, đúng không? Chúng ta là người bị hại, chúng ta đâu có cần mướn nhiều luật sư như vậy. Chúng ta mướn một người thôi. Mà chúng ta là người tu hành nữa, chúng ta tâm từ. Đúng ra tôi mà như bên Thiền Am á, tôi đứng tôi tự bào chữa tôi luôn. Lấy tiền đó cho các chú tiểu, cho nó đi học, cho thêm tiền, cho nó ăn uống, cho nó no đủ, dạy cho nó tốt, nhận trẻ mồ côi về nuôi tiếp tục. Ai nói gì nói tôi mặc kệ, đúng không? Về không đủ tiền trả luật sư này ăn lỗ quá, FullGame Mobile nữa khà khà. Thấy không các bạn? Thấy ai nói gì nói tôi không biết. Tôi là vàng thật không sợ lửa. Tôi là Thiền Am, từng nuôi 200 trẻ mồ côi, tôi không cần biết cái gì cả. Hôm nay tha thầy phản Thiền Am ngộ nha. Hôm nay là sao ta? Sao anh Tấn Minh? Trời ơi, bởi vì tôi nói mọi người nghe là mình đã biết trước kết quả và mình đã khuyên Thiền Am rất là nhiều. Mà bây giờ thì các bạn thấy là Thiền Am lại càng mang tiếng thị phi. Người ta bảo rằng là tu hành mà đi thưa để cho người ta bị án tù giam. Tu hành mà đòi 3,3 tỷ. Bây giờ thua đó các bạn, phải thắng không nói gì. Thua bắt đầu người ta ngày mai lên báo các bạn nghe nè. Xin chào chị Liên Phạm. Có kỳ gì đâu kỳ chị. Tiền mướn luật sư bọn khùng trả. Trời ơi trời, tốn tiền 600 triệu bạc kêu người ta khùng nữa. Thôi tôi lại bạn luôn. Xin chào bạn Quốc Khánh nha. Đó, các bạn thấy. Các bạn thấy rõ ràng, sự thật, chỉ có sự thật với sự thật thôi. Còn cái sự việc mà Thiền Am có chửi luật sư Vũ thì không biết các clip đó còn không nha, để tôi cho các bạn nghe nha. Các bạn chờ một chút, dùng cái máy khác đi. Hết pin luôn rồi. Còn chơi máy cục bắp không các bạn ơi. Mình đâu, mình cục bắp không mà mình chơi toàn máy hư không mà các bạn thấy không? Hư lủng lỗ lum la cho mà mình không cần, không có cần cái gì cả các bạn. Thôi thì kêu gọi đi FullGame. Kêu gọi cái gì? À anh Quốc Khánh. Thôi. Thà mình bỏ tiền túi ra mình cho Thiền Am, không ai nói gì mình cả, đúng không? Còn các bạn thích Thiền Am thì có số đi, có số tài khoản đó, các bạn giống như mình gửi qua. Ok. Ai nói Thiền Am lỗ tiền luật sư, người ta lời thêm tiền mướn luật sư đó các bạn ơi. Mướn luật sư có 200, dám nói 220 qua mặt tôi sao được, tại tôi không nói, đúng không? Đâu rồi khán giả nào, đâu rồi? À, xin chào khán giả Bùi Khả Tú nha, đúng không? Trời, làm như ta khờ á. Tự nhiên cái lần đó không biết ai, ông luật sư nào, ông luật sư, ông youtuber rồi đó, ông lợn miệng ra ông nói hôm qua em chọc mọi người đó, hôm qua em say quá, em ghẹo mọi người. Lâu lâu phải cho mọi người biết là mình cũng có cái sự lầy lội trong cuộc sống. Tuy nhiên thì mình nói các bạn nghe là chỉ có sự thật mới giúp Thiền Am được thôi. Mà chúng ta càng đi sâu vào sự thật thì chúng ta thấy nó kỳ kỳ cục cục thế nào đó mà chúng tôi không nói lên lời. Không lẽ chúng tôi đào sâu vô giống như công an nữa thì nó kỳ. Ok, cảm ơn chị Bùi Khả Tú. Khoái chị nước miếng, ha. Kim Anh nhớ iPhone 14 nghe, em thua anh rồi. Bạn khán giả Bùi Khả Tú nói quá đúng. Có một lần tôi nghe youtuber điện thoại với nhau bảo rằng là lên trên mạng đang livestream đến vậy nè, thì họ lỡ thốt ra là họ nói mướn luật sư lương 200 triệu, mà trong khi trước đó mấy tháng họ lên trên mạng họ bảo rằng là mướn luật sư lương 220 triệu. Như vậy là có sự nhầm lẫn về con số và mất hết 20 triệu, các bạn nhớ không? À, và một lần mướn luật sư dư tiền ra, mướn dư tiền ra 24 triệu thì Thiền Am không được nhận số tiền đó, mà em tối em bảo rằng lấy số tiền đó để mà làm cái vụ khác. 20 triệu là tiền đổ xăng mà biết rồi còn hỏi, ngại chị nước miếng. Tôi thấy sót quá trời. Bây giờ Thiền Am lại mang tiếng tiếp tục. Hình như nghe luật sư Vũ bảo rằng đó là không có thể nào kháng cáo là được nữa. Qua tới phúc thẩm là thua rồi đó. Không kháng cáo là được nữa. Mà luật sư Vũ còn nói một câu tôi nghe buồn. Chưa xong đâu. Ủa sao vậy anh? Còn cái vụ thưa Thiền Am nữa, tôi mới té ngửa. Ông mới nói, ông nói là hết cái này là không thể kháng cáo được nữa, là xong luôn rồi đó. Do đó mới kéo dài ra như vậy. Rồi sau đó ông nói chưa xong đâu, tôi té ngửa. Tôi nói sao kỳ vậy ta? Ông nói còn cái vụ thưa Thiền Am nữa. Trời đất ơi, tôi nghe tôi muốn bụng rụng tay chân. Thì tôi đã nói mọi người rồi, 5 luật sư này đang chuẩn bị tinh thần để mà đối phó với CEO Nguyễn Phương Hằng. Thôi thì livestream hôm nay hơi dài rồi, thì tôi cũng xin chúc mừng Thiền Am cuối cùng cũng đã giải oan cho Dị Nguyên và nhận được cái sự bồi thường cao hơn lần trước, từ 8,5 triệu thì lên 15 triệu. Đâu rồi? Phải 15 triệu không mọi người? 16 triệu hả? Nhưng mà anh Quốc Khánh nói đúng. Tướng tài chơi kỳ quá à. Tôi mà giống như mà tôi mà nhận mà tiền bạc của Mạnh Thường Quân suốt 2 năm qua là tôi chơi tới cùng luôn đó. Chơi luôn em Minh Tùng luôn. Tôi chơi sắp lá cài với em Minh Tùng luôn. Các bạn, đúng không? Chơi gì kỳ quá, nhận tiền đã rồi tới khi mà xét xử thì trốn, mà trong khi trước đó thì lên mạng ông Thắng bà Mai phải đền mạng, ông Thắng bà Mai mới đền mạng đó, đền tội chứ, xin lỗi các bạn, đền tội. Tôi nói các bạn chỉ là những cái con cẩu sủa chăn mà thôi, chứng cớ đâu. Nói chuyện chửi nhau trên mạng trừ hay gì, lấy nước miếng ra để mà làm bằng chứng hay gì. Tôi thấy rằng ủa anh thấy tôi không thấy sao à? Tôi đâu có đuôi. Anh phải có bằng chứng chứ. Không có bằng chứng phải có nhân chứng chứ. Hôm trước đã nói rất nhiều bằng chứng và nhân chứng mới, thì bây giờ sao tung ra? Trời ơi trời, người ta có một luật sư à, mà mình 5 luật sư mình thua. Trời ơi quá. Hey. Thôi thì livestream này kết thúc. Một lần nữa thì mình cũng mong muốn rằng sau cái sự việc này, Thiền Am sẽ sống tốt hơn, đừng có đi giao du với những cái youtuber khác mà làm mất đi danh tính của mình. Dù gì mình cũng đã có hơn 2 triệu khán giả, mình được khán giả yêu mến rất nhiều. Cái số tiền mướn luật sư đó, thay vì mướn luật sư tốn mấy trăm triệu thì lấy số tiền đó để mà nuôi dạy trẻ mồ côi còn sướng hơn, hay là lấy số tiền đó làm từ thiện còn sướng hơn. Đường của chúng ta đi thì chúng ta cứ đi thôi. Đường anh đi, đường tôi đi. Tôi không có làm gì sai phạm pháp luật, tôi cũng không có sợ. Đơn giản như vậy, một cái kết cuộc rất đơn giản như vậy mà Thiền Am không chịu làm. Cứ nghe lời các youtuber, nghe những cái đồng tiền rủng rỉnh đó. Từ đây tới 60 năm cuộc đời, các chú tiểu nó sống nổi không? Trời ơi, hôm qua kìa, mấy đứa nhỏ bên Thiền Am hôm qua kìa, trời ơi đòi 3 tỷ 3 kìa, trời, tội nghiệp, tụi nhỏ tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Người lớn đừng có ích kỷ như vậy. Trời ơi tội nghiệp tụi nhỏ lắm. Please làm ơn. Hết 1 tỷ tiếc quá. Ok. Thì giống như chị Liên Phạm nói là xong vụ này đến điều toán euro, rồi đến Thiền Am. Mà tôi nghe nói là ai nói cô Lan nhập viện gì đó, để chút xíu tôi điện thoại rồi tôi sẽ thông báo cho mọi người bằng một video ngắn sau nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Video này sẽ phát lại vào ngày mai và cắt ngắn làm 2 đoạn. Thì tôi cắt ngắn để cho các bạn theo dõi cho cái sự việc này. Tóm lại của cái sự việc, phân tích hôm nay, tin tức mới nhất về Thiền Am và vũ trụ về sự việc 50 người. Đó là chỉ xét xử chỉ có 1 người mà thôi. Đó là cái người mà Châu Vinh Quá, Châu Vinh Hoài gì đấy, đã gây ra cái vết cắt trên mặt của Dị Nguyên, gây ra thương tích 13%. Mà 13% khung hình phạt đó là 6 tháng đến 3 năm tù, hoặc là 6 tháng đến 3 năm tù và giam giữ. Hôm nay thì theo cái kết quả của luật sư Vũ là 2 năm tù giam sẽ chuyển thành 4 năm tù treo và bồi thường hơn 17 triệu đồng. Chúng tôi rất tiếc phải báo một cái tin không vui cho khán giả Thiền Am, nhưng sự thật nó là sự thật thôi. Một lần xin cảm ơn và cảm ơn. Bye bye.